kính chào quý vị. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 16 giờ 30 chiều ngày 12 tháng 12 năm 2023. Mình đang có mặt tại con đường Mậu Tâm quý vị ha. Ở đây là địa bàn phường 5 quý vị. Đó, khu vực Mậu Tâm này là một trong những khu vực dân cư vô cùng yên tĩnh và bình yên luôn. Đó, có anh ở dưới Sài Gòn cũng nói mình làm một video về một khu dân cư yên tĩnh, tại vì anh cũng muốn chuẩn bị dọn lên Đà Lạt sống, vì ở dưới Sài Gòn nó ầm ầm ào ào với lại nó ồn ào quá, thành ra là anh ngang cạnh Sài Gòn rồi. Đây là nhà thờ giáo sư Yêu Sinh quý vị ạ. Hôm qua mình cũng có vào trong này quay. Hiện tại đang trang hoàng những cái đồ để mà chơi Noel rồi quý vị. Đó, nếu như mà tìm được những cái khu dân cư yên tĩnh thì Đà Lạt này rất là nhiều. Và đây là một trong những khu dân cư cực kỳ yên tĩnh, an ninh và bình yên. Đó, buổi chiều mà đi vòng vòng như thế này quý vị thấy nó im ắng không? Rất là im ắng luôn ha. Nói chung cũng tùy theo cái phân khúc của mình nữa quý vị. Tiền nhiều hay là tiền ít, muốn ở khu dân cư đẹp hay là khu dân cư xấu, hay là khu dân cư bình thường, bình dân. Cái đó thì mình không biết rõ. Những khu vực như thế này thì dành cho giới nhà giàu cao cấp mới ở được. Tại vì nhà cửa trong những khu vực này thì phải nói khá là mắc. Toàn là mười mấy tỷ một căn không. Và mình thấy đa số là những căn biệt thự không đó quý vị, to đùng á. Đây khách sạn quý vị. Còn giới bình dân họ thường ở sâu vào trong những con hẻm. Mà trong những con hẻm ở Đà Lạt thì hầu như là mình cũng đi làm video hết rồi. Đó. Nói chung Đà Lạt thì khu dân cư nào cũng lặng lẽ bình yên như thế này. Nó không kiểu ầm ầm ào ào giống như là sôi động, giống như là ở dưới Sài Gòn, giống như là ở dưới những cái thành phố lớn công nghiệp, dân cư đông đúc, để trường mầm non của mình. Nếu chúng ta ở trong những cái khu dân cư mà nhà liền kề, nhà hẻm thì nó cũng sẽ có nhiều khu nó cũng sẽ ồn ào. Ồn ào là ở chỗ là người ta lâu lâu cũng nhậu nhẹt và hát karaoke đó. Xuống đây nếu như mà quẹo phải là chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Trân Công Chúa quý vị. Từ đây ra chợ Đà Lạt tầm khoảng 3 cây số, chưa tới 3 cây số. Quẹo trái như thế này để mình thông qua, thông qua bên khu Do An quý vị ạ. Đó, quý vị thấy đường xá và nhà cửa nó đẹp không? Vô cùng tuyệt vời luôn quý vị. Nếu như mà để sống thì quá tuyệt vời luôn như gì nữa quý vị ạ. Yên tĩnh quý vị ha. Còn bình yên thì không biết. Bình yên thì mình đã nói rồi, bình yên chắc có lẽ tìm chính trong lòng của chúng ta thôi, trong tâm hồn của chúng ta thôi quý vị. Tìm ở ngoài đời thật này khó lắm. Nhiều lúc cái cảnh bình yên như thế này nhưng mà trong lòng chúng ta buồn thì làm sao bình yên được quý vị. Hoặc là trong lòng của chúng ta đang lo toan nặng gánh cái gì đó thì làm sao mà bình yên được quý vị. Quẹo phải xuống đây ha. Khúc này khá là gắt. Xuống đây là xuống băng qua bên khu vực Do An á. Do An của khu dân cư đẹp lắm luôn. Đó, nhà cửa như thế này, đường xá như thế này, hơi dốc thôi mà đặc trưng Đà Lạt là nó như thế này đó quý vị, dốc dốc như thế này đó. Cho dù trong lòng của mình á, mà không đang buồn, đang lo âu, đang lo toan, đang gánh nặng cái gì đó thì cho dù có ở trong những khu dân cư đẹp như thế này, ở trong những căn nhà đẹp giàu sang như thế này thì cũng chưa chắc đã bình yên.
Vậy thì sự yên tĩnh và bình yên nó không nằm đâu xa cả quý vị, nó nằm ngay chính trong trong người của chúng ta đó. Cho nên như chúng ta cho dù có đến bất cứ nơi đâu, có ở trên mảnh đất nào mà trong lòng cảm thấy vui là mình cảm thấy vui, cảm thấy bình yên hết rồi quý vị. Đây là khu dân cư Do An quý vị ạ. Đó, những cái khu dân cư này đa số là nằm trên những quả đồi cao, những quả đồi rộng lớn, và ở dọc dọc này cũng rất là nhiều những cái villa, biệt thự nghỉ dưỡng, người ta làm lưu trú du lịch, khách sạn đó quý vị. Tuy nhiên nhiều lúc khách cũng ít lắm luôn quý vị, khách mùa này vắng lắm. Căn nhà phải nói là quá ghê gớm, nhà quá khủng khiếp luôn quý vị ha, nhà như là lâu đài luôn đấy, khách sạn đặc biệt. Đó, quý vị thấy ông nhiều lúc á, cái có nhiều người giàu phải nói là nước vố đổ vắt ra, ăn ba đời không hết, nhưng mà trong lòng nhiều lúc cũng đâu bình yên đâu quý vị. Họ cũng lo cái này lo lắng cái kia, hoặc là sợ cái này sợ cái kia vậy đó quý vị ha. Trong này cũng là một cái khu biệt thự nè quý vị. Đấy. Nếu có tiền thì vào trong đó mua một căn biệt thự ở. Thật sự ra nếu như mà thật sự rất là yên tĩnh luôn, không cần ai, không sợ ai làm phiền mà cũng không có sợ cái gì hết trơn, thì là những người nhà giàu mua những căn nhà phải nói là có sân vườn, kính cổng cao tường đó, ở riêng biệt, không chung chà, không có đụng chạm gì đến ai hết trơn đó. Là khỏe quý vị ha. Đây là đường Hoàng Văn Thụ, nếu như chạy thẳng ra hướng này là chúng ta sẽ đi về làng Hoa Vạn Thành, thác Cam Ly, bên kia là thác Cam Ly à. Còn đi theo hướng này là chúng ta sẽ băng qua Ma Trăng Sơn, Hoàng Diệu. Đây là suối Cam Ly này. Đó, mình dòng những khu vực này thì khu nào mình cảm thấy cảm giác nó rất là bình yên luôn. Nếu như mà không muốn nói là buồn. Chiều nay đúng là hoang vắng luôn. Lặng lẽ vắng vẻ vì hôm nay là ngày thứ ba, cho nên như khách du lịch cũng vắng quý vị. Đây là khu vực Ma Trang Sơn ha, cho thuê nhà cho thuê này, những căn nhà ở trong hẻm này mà cho thuê thì mình nghĩ cũng tầm khoảng 7-8 triệu quý vị, khoảng 7 triệu ha. Vì xe ô tô vô đường này quý vị. Còn trong hẻm mà xe ô tô, xe máy mà khó đi thì mình nghĩ tầm khoảng 3-4 triệu, 5 triệu đó, tùy nhà to hay nhỏ nè. Đây là con đường Ma Trăng Sơn, mình chạy dọc như thế này là ra đường Hoàng Diệu luôn. Mua nhà ở Đà Lạt á, nên đi hai mùa mưa nắng này quý vị ạ. Mình nói nhỏ với quý vị nghe như vậy đó. Nên mà đi vào mùa khô này để thấy những khu dân cư nó bình yên, nó đẹp như thế nào, nó yên tĩnh như thế nào. Và đi vào mùa mưa để biết cái khu dân cư nó như thế nào nữa. Nhiều lúc nó có ngập hay là nó có vấn đề gì không nữa. Đó, chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Ra đây là con đường Hoàng Diệu quý vị. Đó, đường phố Đà Lạt chiều thứ ba. Hôm nay trời nắng trong xanh. Chiều nay mà đi ngắm hoàng hôn thì đẹp rồi luôn. Nếu như mà du khách hoặc là những ai mà yêu nhau rảnh rỗi
hẹn hò nhau đến hồ Tuyền Lâm, hoặc là xuống Hoàng Hôn Sông Lèo, ra hồ Sông Hương, đến khu vực nào đó mà ngắm được hoàng hôn, tuyệt vời lắm quý vị. Đà Lạt thì như vậy đó quý vị, cứ mùa này là cứ đầu tuần thì nó vắng vắng như thế này, nhẹ nhàng như thế này, nhưng mà cuối tuần nó vô cùng sôi động luôn, khi mà du khách đổ xô lên rất là đông. Và từ đây đến cuối năm thì đặc biệt là đến dịp cuối năm, khi mà có hoa mai đào nở, rồi chuẩn bị Tết nhất nữa, du khách lên đông lắm quý vị. Tới đây là khu vực chợ Hoàng Diệu quý vị ạ. Đó. Chiều chiều đi ăn bánh trăng nướng nè quý vị nè. Bên kia là bánh trăng nướng nè quý vị. Rẽ phải đi ha. Bây giờ ở trong hẻm thì nhà nó cũng tầm khoảng 1.5 tỷ rồi. Đa số là nhà viết giấy tờ tay, đất nông nghiệp. Và mình thấy đa số đến gần 50% người dân lao động, người bình dân, đủ các giới hết. Họ ở trong những cái căn nhà như vậy, những con hẻm như vậy. Những cái nhà mà có lý lịch pháp lý như vậy đó, kể cả công an, quân đội, rồi dân văn phòng nhà nước này kia, họ cũng ở trong những căn nhà như vậy. Vì không đủ tài chính cho nên như buộc phải ở như vậy cho nó rẻ. Và mình thấy họ nhiều lúc cũng ở từ đời này qua đời nọ, chưa thấy một cái gì gọi là tranh chấp. Còn người nơi khác đến thì họ sợ. Người Đà Lạt thì họ biết rồi, cứ ở thôi quý vị, tiền ít thì phải chịu, phải ở thôi. Ai mà chả muốn cầm một cái sổ đỏ hoặc là lý lịch nhà cửa của mình nó rõ ràng, nhưng vì nguồn tài chính ít thì buộc phải chấp nhận như vậy thôi. Và họ chấp nhận như vậy, sống bình yên, bình thường, vui vẻ, không có gì cả quý vị. Đây là lỗ Bò Ba Toa này, lỗ Bò Ba Toa mà cuối tuần khách vào đứng xếp hàng đông lắm luôn. Chạy dọc theo con đường này là ra ngoài hải thường đúng không ạ? Có mùa khô là những con hẻm này nhìn cảnh nó đẹp lắm quý vị. Khi mà treo hoa hoa này kia nho nhỏ xinh xinh như thế này, nhưng mà thấy nó khá là thú vị. Còn mùa mưa nước ở dưới suối này nó phải nói là nó chảy ao ạt, đục ngầu. Băng qua con đường Lê Quý Đôn ha. Cà ri nguyên con ủ muối ăn vặt ngon sạch. Nguyên con ủ muối luôn. Đây là hợp tác xã sửa chữa ô tô của Đà Lạt lâu đời rồi. 19 tháng 8. Con đường Lê Quý Đôn này cũng rất là ngắn luôn. Trong này cũng có nhiều khách sạn đó quý vị. Khách sạn ở trong này cũng bình dân thôi, mỗi phòng 200 mấy 300 quý vị. Rất là rẻ. Rồi ra đây là đường 3 tháng 2 quý vị ạ. Nếu chúng quẹo trái là chúng ta sẽ lên khu Bình, quẹo phải như thế này về lại Hồ Hoàng Thổ. Hôm nay mình sẽ chạy vòng vòng trong những con hẻm suối đường lớn thì mình đi quá trời rồi, để quý vị thấy khác lạ ha. Rồi quẹo trái vào đây là cái hẻm Bông Hồng quý vị.
xuống đây là chúng ta đi theo con suối, dọc bên kia là đường Nguyễn Văn Cừ, là đường Cường Đệ đó quý vị. Ở Đà Lạt thì do thời gian gần đây bùng nổ dân số cũng như là người đến làm ăn, lao động, sinh hoạt, buôn bán rồi học tập nhiều, tứ xứ cũng đến nhiều, cho nên tình hình an ninh trật tự nó phức tạp hơn ngày xưa. Tuy nhiên nhìn chung thì nó vẫn còn rất là bình yên, rất là trật tự so với những khu vực khác, đặc biệt là so với Sài Gòn, Bình Dương hoặc là so với những cái đô thị lớn. Đây là con đường Nguyễn Văn Cừ, là con đường Cường Đệ năm xưa rồi quý vị. Đi hướng như thế nào là hướng ra Hồ Xuân Hương. Tới đây quẹo phải là chúng ta sẽ vào đường Bà Triệu quý vị ạ. Bên phía tay trái của chúng ta là ấp Ánh Sáng. Đó, con đường Nguyễn Văn Cừ nối dài này nó cũng rất là rộng và thoáng luôn, đặc biệt là cái đoạn này. Đoạn này thì có nhà có cửa, cây xanh thì còn rất là nhiều, cây xanh được trồng rất là nhiều. Hoa phượng tím đó quý vị. Cây này là cây hoa phượng tím. Phượng tím thì qua Tết ha, sau mùa hoa mai anh đào thì đến hoa phượng tím, nó tím lim cả bầu trời, cực kỳ đẹp. Ra đây là bụng bình nước ha. Đấy, Hồ Xuân Hương trong một buổi chiều thư thái nhẹ nhàng, có hoàng hôn nữa, quá tuyệt vời luôn, còn gì đẹp hơn nữa quý vị ơi, quá đã. Để mình dừng lại đây một cái ha, là đây ngắm Hồ Xuân Hương đã quý vị. Đó, bà con mình ra ngồi dạo mát cũng như là ngồi ngắm cảnh, đi thể dục, đạp xe đạp. Cuộc sống của người dân Đà Lạt, những người mà có điều kiện sắp xếp được thời gian là nhẹ nhàng không quý vị. Xa xa bên kia là nhà hàng Thủy Tạ. Hôm nay là đầu tuần cho nên chỉ du khách họ đạp vịt cũng ít thôi. Cuối tuần đạp kín mít luôn quý vị. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một video để cập nhật tình hình, cũng như là dẫn quý vị đi lòng vòng, tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống ở Đà Lạt cho nó vui. Rồi cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nha.